Sáng mùng 1 Tết có 5 dấu hiệu này: gia chủ sẽ đổi vật phú quý, tiền tiêu không hết, giàu nứt vách. Mến chào quý vị khán thính giả đã đến với kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về phong thủy, tâm linh và Phật pháp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Kính thưa quý vị, năm mới Giáp Thìn 2024 đã tới rất gần, mang theo rất nhiều hy vọng. Theo các nhà phong thủy tâm linh tin rằng, nếu khởi đầu của năm mới tốt đẹp, thì cả năm chúng ta sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, mọi việc đều sẽ hanh thông. Và nếu như trong những ngày đầu xuân năm mới, bạn và gia đình có những điểm lành sau đây, chứng tỏ bạn sẽ có một năm nhiều may mắn, tài lộc đang đến rất gần. Hãy nắm bắt cơ hội để phất lên bạn nhé. Thứ nhất, nhặt được tiền rơi. Theo quan niệm phong thủy, vào ngày mùng 1 đầu năm mới hoặc một tháng mới mà nhặt được tiền chính là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có một năm nhiều thuận lợi, tiền tài sung túc. Bởi vì tiền không chỉ là vật ngang giá giúp chúng ta mua bán và trao đổi thông thương, mà còn dùng để đáp ứng nhu cầu vật chất chính đáng của bản thân. Tiền chứa đựng nguồn năng lượng tích cực. Thế nên, nhiều người cho rằng việc nhặt được tiền rơi là điềm báo cho sự may mắn. Nhưng cũng có người cho rằng đó là điềm rủi. Thực tế, việc may hay rủi phụ thuộc rất nhiều vào thời gian và địa điểm, cách xử lý số tiền đó ra sao. Nếu bạn nhặt được ví tiền hoặc một xấp tiền thì chắc chắn đó là số tiền do ai đó làm rơi. Điều đó chứng tỏ rằng người ấy đang gặp vận hạn đen đủi nên mới không may làm mất tiền. Nên điều đó vừa là may mắn đối với bạn nhưng cũng là xui rủi của người khác. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ nhặt được vài đồng tiền lẻ thì rất có thể tiền này có nguồn gốc do ai đó cố tình vứt đi để giải xui xẻo, ném phong long hoặc tiền đi đường của đám tang, tiền trừ tà. Thế nên, nếu cố tình nhặt tiền này, tức là tự mang xui rủi đến cho bản thân. Vì vậy, nếu bạn thấy tiền lẻ vài nghìn rơi trên đường, tốt nhất là không nhặt. Hoặc nếu như bạn cảm thấy số tiền lẻ đó rơi đi thật lãng phí, thì có thể nhặt nó và mua một thứ gì đó có thể mang lại vận may cho mình, như túi muối hoặc phong bao lì xì. Hoặc nếu bạn có tấm lòng thiện lương hơn thì có thể dùng số tiền đó để mua thức ăn hoặc làm từ thiện cho những người cơ nhỡ xin ăn ở ngoài đường, để vừa tạo vận may cho họ vừa mang lại phước đức cho mình. Còn nếu như bạn nhặt được ví thì hãy xem thông tin của chủ nhân trong chiếc ví là ai để liên hệ gửi lại cho họ. Đó là việc làm tạo phước rất lớn trong ngày đầu năm. Nếu bạn nhặt được số tiền quá lớn thì tốt nhất là hãy mang trình báo công an sở tại, tìm lại người đánh mất và trả lại cho họ. Vì số tiền lớn như vậy là bao mồ hôi công sức, nước mắt của họ làm ra. Biết đâu không có số tiền ấy, gia đình họ sẽ trở nên khó khăn và chịu đựng những mất mát khó lường. Làm như vậy vừa hóa giải được vận xui cho họ, vừa tích đức cho mình về sau. Tiêu tiền của người khác làm ra là đang tự đốt cháy đi phúc báo của mình. Lúc đó tưởng như là được nhưng thực ra lại là mất đi rất nhiều. Nếu bạn nhặt được vài đồng xu trên đường hoặc gần ngân hàng, gần cây ATM thì bạn có thể làm sạch chúng rồi cất đi để lấy vận may. Biết cách xử lý với tiền rơi nhặt được ở ngoài đường thì bạn chắc chắn sẽ có điểm lành, làm ăn phát đạt, phúc lộc sinh sôi, mọi việc sẽ trở nên thuận lợi. Thứ hai, tình cờ mặc quần áo trái. Việc vô tình mặc quần áo trái là điều không ai tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày, vì bận rộn hoặc một phút lơ đãng của bản thân. Nhất là đối với những chiếc quần áo có hai mặt đều có màu sắc gần giống nhau, thì việc này lại rất dễ xảy ra nếu chúng ta không để ý kỹ. Nhiều người cho đây là việc làm hết sức bình thường, mặc ngược thì đơn giản là mặc lại là xong. Nhưng cũng có người thì cho rằng đây là điểm rủi, đặc biệt
là trong những ngày mùng 1 hoặc lễ Tết đầu năm. Tuy nhiên, theo quan điểm của các nhà phong thủy tâm linh, thì đây lại là một điểm báo vô cùng tốt. Đặc biệt, với những ai trong năm cũ gặp nhiều chuyện xui xẻo, nếu tình cờ mặc quần áo trái, năm mới có thể khả năng thay đổi vận khí cát lành, công việc và gia đạo thêm phần thuận lợi. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu mọi chuyện xảy ra theo lẽ tự nhiên thì đó mới được coi là điểm lành. Ngược lại, nếu như bạn cố tình mặc áo trái thì nó sẽ không còn mang lại điều cát lành nữa. Còn nếu như bạn nằm mơ thấy mình mặc quần áo ngược trong những ngày đầu năm mới thì bạn đừng quá lo lắng. Đây cũng được coi là một điểm báo cực kỳ tốt lành dành cho bạn. Giấc mơ này báo hiệu cho biết bạn sắp tới công việc sẽ trở nên thuận lợi, suôn sẻ hơn rất nhiều, thành công vang dội và sự nghiệp sẽ có bước thăng tiến đáng kể. Bạn sẽ có được những nguồn thu nhập bất ngờ mà không cần phải tốn nhiều công sức như công việc kinh doanh vượt mức kỳ vọng, bạn sẽ sớm được tăng lương tăng chức. Đây sẽ là những bước đệm quan trọng trên hành trình chinh phục những mục tiêu sắp tới của bản thân. Thứ ba, chó lạ vào nhà. Người xưa vẫn có câu, mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Câu nói này là sự đúc kết, chiêm nghiệm hàng ngàn năm nay của ông bà xưa truyền lại. Và đến nay, dù không có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều này là đúng, nhưng những câu chuyện gặp nhiều điều may mắn, tài lộc liên quan đến loài chó thì chúng ta đã được nghe rất nhiều. Loài chó là một loài vật rất quen thuộc đối với con người. Chúng có linh cảm cực kỳ nhạy bén và tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Vì thế, trong ngày mùng 1 Tết, chó lạ chạy vào nhà là một điềm báo cực kỳ may mắn. Gia chủ sẽ có nhiều thịnh vượng, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ, kết giao được với nhiều bạn bè và có sự thăng tiến vững chắc trên con đường công danh sự nghiệp. Đối với những ai còn độc thân mà mùng 1 Tết chó chạy vào nhà và không chịu đi, thì điều này có nghĩa là trong năm mới, tình duyên của gia chủ sẽ gặp nhiều thuận lợi, có thể sớm gặp được ý trung nhân và tiến tới hôn nhân hạnh phúc. Còn với những ai đã có gia đình, thì sắp tới trong nhà cũng có thêm niềm vui, con trai hoặc con gái sẽ sớm thành gia lập thất hoặc đón thêm thành viên mới trong gia đình. Hơn nữa, việc báo hiệu may mắn như thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào màu sắc của chú chó đến nhà nữa. Nếu đó là một chú chó trắng, thì gia chủ sẽ bình yên, các thành viên trong gia đình vui vẻ, hòa thuận, yêu thương lẫn nhau. Còn nếu đó là một chú chó đen, thì điều đó có nghĩa là điềm báo giàu sang phú quý. Gia chủ sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn trong hiện tại và từng bước sẽ thăng tiến tài vận rất nhanh. Còn chó vàng đến nhà thì sẽ là điềm báo tuyệt vời cho sự hưng thịnh, phát tài và hạnh phúc viên mãn. Thứ tư, cây quất đủ tứ quý. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì nhà nhà lại trồng một cây quất làm cảnh để trang trí và tô điểm cho không gian ngày Tết. Bởi vì cây quất có nhiều cành lá sum suê, quả màu vàng sai chữ chịt, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy, no ấm, tài lộc dồi dào cho gia chủ. Trồng quất trong nhà vào dịp Tết sẽ giúp mang lại vận khí tốt cho gia chủ, đem lại may mắn, thịnh vượng và thành công trong năm mới. Theo các nhà phong thủy tâm linh, thì một cây quất được coi là đẹp thì phải hội tụ đủ 4 yếu tố gọi là tứ quý, bao gồm dáng đẹp, quả đẹp, lộc lá xanh non và có hoa. Đủ 4 yếu tố trên sẽ được coi là một cây quất có vượng khí dồi dào, mang lại tài vận hanh thông cho gia chủ. Quý vị nên mua ngay cây quất tại vườn để có thể lựa chọn được những cây quất như ý. Quả quất phải to, xanh, sai quả nhưng không quá dày thì mới được coi là quất đẹp. Nếu quất có lá vàng nhỏ, quả bé thì trông rất xấu, có biểu hiện bị úng rễ sẽ không phải là dấu hiệu tốt lành. Khi mua những loại quất này về nhà trồng, vừa không đẹp, ra Tết nó cũng sẽ héo dần, kể cả khi chăm sóc tốt thì nó cũng không thể sống được lâu. Do đó, quý vị hãy lựa chọn quất thật kỹ lưỡng. Nếu nhà bạn có cây quất tứ quý, hội tụ đủ 4 yếu tố trên,
thì xin chúc mừng gia đình bạn. Trong năm mới, gia chủ sẽ có nhiều bình an, hạnh phúc, tài lộc và may mắn. Thứ năm, ngứa lông mày trái dữ dội. Có thể là bạn không tin, nhưng sự thật trong mỗi việc lành dữ, tốt xấu, rủi ro hay may mắn mà bạn gặp trong cuộc sống đều có những điềm báo từ một hiện tượng nào đó trước thời điểm may mắn hoặc rủi ro xảy ra. Ông cha ta từ xưa đã quan sát những diễn biến thực tế trong cuộc sống và tìm ra được những quy luật ấy, đồng thời đúc kết thành kinh nghiệm dự báo cho những điều lành dữ sắp xảy ra trong từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, trong nhân tướng học thì lông mày được coi là một vị trí cực kỳ quan trọng trên khuôn mặt và dựa vào đó có thể suy đoán được phần nào vận thế của một người. Do đó, nếu như trong ngày mùng 1 Tết mà bạn đột nhiên cảm thấy vị trí giữa lông mày trái và bầu mắt bỗng nhiên ngứa ngáy thì đó được coi là một điềm báo cực kỳ may mắn sắp xảy ra với bạn trong năm mới 2024. Bạn sẽ nhận được rất nhiều các khoản tiền và gia tăng thu nhập đáng kể mà bạn trước nay không hề nghĩ đến. Điều này biểu thị cho sự thành công và may mắn trong cuộc sống. Nó thể hiện rằng bạn đang đi đúng hướng và đang tiến bộ một cách tích cực. Bạn có thể đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra và đang đi trên con đường thành công. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị và các bạn ngày mùng 1 Tết có 5 dấu hiệu này: gia chủ đổi vận giàu to, tiền vàng ùn ùn kéo đến, giàu nứt vách. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.